Ok, hello anh chị em trong câu lạc bộ tự học IELTS nha. Thì rất nhiều bạn request tôi làm về cái chủ đề mà fluency trong speaking, tức là phân tích về các bạn nên ôn làm sao để cho mình nói bị không có bị ngập ngừng, nó trôi chảy hơn. Thì thật ra cái chương này nó rất là dài và nó có nhiều cái bài học lắm. Nhưng hôm nay tôi nói cái vấn đề căn nguyên của nó, một số cái mẫu câu mà tôi hướng dẫn mọi người cách học. Thì dĩ nhiên cái series này sẽ còn tiếp tục dài hơn, nhưng mà chúng ta thì đi từ từ. Thế thì vào luôn, đầu tiên là có phần tuyên bố trách nhiệm mọi người ha. Tuyên bố trách nhiệm. Bài mẫu trong video này chỉ là sự suy tưởng của cá nhân Huy. Nếu vô ý có lỗi, mong anh chị kiểm tra lại trước khi áp dụng và bình luận bên dưới giúp Huy xây dựng bài nha. Các bài nói được dựa trên cái band điểm 6-6.5, cho nên anh chị nào em band 7, band 8 trở lên thì cần nâng cấp thêm. Rồi, thì chúng ta vào bài. Thì đầu tiên là tôi cũng sẽ thông báo cho mọi người một số cái biến số nó ảnh hưởng đến cái độ trôi chảy fluency theo như cái quan điểm cá nhân của Huy. Thì theo tôi nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi có ba nguyên nhân chính mà tôi lấy số 3 ba nguyên nhân để cho mọi người dễ mọi người suy nghĩ về nó. Đầu tiên là cái nguyên nhân về mặt vocab và grammar, tức là cái vốn từ vựng và ngữ pháp. Thì cái này nói thế thì phải hòa vốn quá đúng không, tại vì ai chả biết là bởi vì từ vựng vocab không tốt cho nên là mình mới không nói trôi chảy. Nhưng mà đây mình phân tích kỹ hơn thì nó có hai cái kiểu yếu vocab và từ vựng. Cái kiểu thứ nhất á, là cái kiểu mà người ta học từ bối cảnh thực tế, nên là cũng người ta cũng có nói chuyện với người nước ngoài, người ta cũng có đi làm việc trong môi trường nước ngoài, nhưng mà người ta vẫn không phản xạ nhanh. Thì cái đó có thể là tuy là người ta có trong môi trường đó nhưng mà người ta chưa thật sự đủ lâu, hoặc là hấp thụ đủ nhiều, hoặc là tham gia vào các cuộc hội thoại đủ nhiều, hoặc nó cũng có thể là người ta chỉ nói về cái topic gì đó mà nó basic, tức là đi làm nhưng mà bây giờ người ta hỏi là anh thích chơi đá banh hay không, mình nói là tôi thích chứ. Người ta thích người ta hỏi là thích đọc sách hay không, tôi nói tôi không, rồi hết. Người ta hỏi tại sao, nó quan tâm làm gì, thì cái đó là không có cơ hội cho mình giao tiếp. Thành ra là học từ bối cảnh thực tế là nó cũng tùy đúng không, có những lúc là bối cảnh thực tế thì vẫn không quốc, tức là không không ok. Rồi nó có cái kiểu thứ hai là cái kiểu học việc. Thì cái kiểu này là mọi người lấy cái list từ vựng gì đó mọi người học thôi, không biết dùng như thế nào, chỉ biết cái từ đó thôi, từ vựng nó bị chết. Nó hay gọi là từ vựng là nó không dùng được thì nó bị chết, thì cái đó là chắc chắn là không ổn, nó không ảnh hưởng đến fluency cả. Cái chuyện mà reading và listening thì thật ra bây giờ mọi người biết cái từ đó nhưng mà cái dùng được thì nó là cái câu chuyện khác. Mà tôi không phủ nhận nha, tôi không phủ nhận là cái người mà đọc nhiều nghe nhiều là chắc chắn là ông ngon hơn là cái ông mà không đọc không nghe, tức là kiểu gì ông cũng ngon. Nhưng mà ông thiếu một cái bước là ông cố gắng ông chuyển ra thành cái quan điểm của ông và ông thực hành nó thì nó còn tốt hơn đúng không. Vậy thì tóm lại là có cái ông mà học vẹt, tức là không phải học từ quá trình cảm thụ tài liệu reading listening, mà ông chỉ đơn thuần là ông lấy list ra ông học rồi ông chả biết dùng như thế nào, là cái đó là rất toang đúng không ạ. Vậy thì mình phải nhìn lại xem bản thân mình là vocab và grammar mình đang nằm ở đâu, là có bối cảnh thực tế hay không, mà nếu không thì bây giờ có học vẹt hay không. Mà bây giờ không học vẹt tức là không học gì luôn mà cũng không có bối cảnh thực tế thì chắc chắn là toang. Rồi cái thứ hai là ý tưởng. Thì có những người là người ta ấp úng trong tiếng Anh là bởi vì vốn dĩ trong tiếng Việt là người ta cũng không có ý tưởng, nên là người ta căn bản là một cái người mà không có nhiều cái trải nghiệm liên quan đến những cái câu hỏi trong IELTS. Tôi lấy ví dụ như là tôi có biết một số cái anh bên ngành kỹ thuật, thì cái vấn đề người ta là người ta chỉ quan tâm đúng hai chuyện, một là hôm nay là cầu thủ nào đá banh Euro rồi World Cup, hai là cái chuyện trong cái cơ nhà máy xí nghiệp người ta thôi. Người ta cũng không quan tâm đến đọc sách, người ta cũng không quan tâm đến nấu ăn, người ta không quan tâm cái gì trên đời hết. Thì căn bản này tiếng Việt người ta cũng không có ý tưởng, tức là ngay cả cái tiếng mẹ đẻ người ta cũng không có ý tưởng. Thì cái đó là một cái phạm trù mà bài thi nó yêu cầu mình phải sống như một cái người gọi là có quan điểm về nhiều thứ đúng không. Chẳng hạn như tôi hỏi rất nhiều người khách của tôi là tôi hỏi là anh thích đọc sách không, nói anh không thích, xong hỏi giờ sao rồi tại sao anh không thích, hay là anh có thử về chưa, anh nói thật ra anh cũng không biết gì, anh em dạy em hỏi tiếng Việt thì anh không chịu. Thì cái đó là mình cần phải có những chiến thuật, là cái mà tôi sẽ phân tích sau. Rồi thì cái thứ ba là cái vấn đề về tâm lý đúng không. Tâm lý thì chúng ta cũng chia ra là cái vấn đề mà tâm lý phòng thi, tức là cái vấn đề áp lực. Cái này thì nó là mình không có test với giáo viên mình nhiều, hoặc là mình không có những cái môi trường mà tại đó mình phải dùng tiếng Anh một cách áp lực. Thì dĩ nhiên khi mình bắt đầu mình gặp một cái áp lực mới ở đây phòng thi thì mình sẽ quá là sợ đi, mình sẽ biểu hiện không tốt bằng lúc là mình đang thư giãn, mình relaxed. Thì cái đó là cái phạm trù về mặt là chịu áp lực, thì phải có thầy cô, phải có người nước ngoài, phải có bạn bè gì đó level cao giao tiếp cho mình sợ, hay là trong công việc là mình phải cần thuyết trình trước đám đông thì mình mới quen được. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà cái tính cách của mình là cái người ngại nói. Thì anh chị em thấy là đi thi thì kiểu gì trong nghiên cứu ta cũng chỉ ra là thi nói mà cứ hướng ngoại là có lợi, hướng nội thì khó. Thì có nghĩa là ông hướng nội là chưa chắc ông chết, chưa chắc ông chết, nhưng mà kiểu gì kiểu ông hướng ngoại là ông cũng ngon đúng không ạ.
tại vì hướng ngoại người ta thích chia sẻ thì phải nói mới có điểm, chứ không phải là ông hướng nội ông không biết nói, ông vẫn biết nói nhưng mà ông nói phải có cái hệ của ông, bản thân thì ông mới nói, chủ đề tủ thì ông mới nói, còn mấy cái gì mà không phải chủ đề của ông là ông miễn bàn, không bình luận. Cái vấn đề thứ hai là có thể tính cách người ta là cái người cầu toàn, bây giờ là level người ta là nó tương đối nhưng mà người ta không nói được, đó là người ta cứ phải là đẹp thì người ta mới nói, rồi cứ mấy người cầu toàn người ta tưởng tượng cái câu nào mà 7-8 chấm thì người ta mới nói, cái câu mà 5 chấm là ông không chịu. Tôi gặp rất là nhiều chị là nói là cái câu này chị nói dở quá, chị tự ti quá, thế này thế nọ, nhưng mà cái mục tiêu người ta 5.5 nhưng mà người ta nghĩ là người ta 8, người ta cầu toàn, tức là cái câu đó mà 5.5 người ta không chịu, người ta phải nói là đẹp, đẹp nghe giống 7 giống 8 người ta mới chịu. Thì vấn đề là vấn đề tính cách, mình phải chữa cái bệnh tính cách đó. Cái bệnh tính cách ấy tôi nói là cái bệnh này đang ảnh hưởng đến cái việc mà người ta đi thi cử, nó không tối ưu được cái tiềm năng người ta có thể đạt đến. Chứ còn bên ngoài người ta cầu toàn cái gì đó là việc của người ta không sao cả. Nhưng mà trong vòng thi thì mình cần phải nói nó phù hợp với năng lực của mình. Còn cái chuyện mình sợ sai quá không không nói luôn thì nó không tốt đẹp, nó thiệt cho mình thôi. Thế thì chúng ta đi vào cái cách luyện tập. Thì chẳng hạn như là mình mỗi ngày mình tìm một cái mẫu câu, mình tìm một cái mẫu câu nào đó mình cảm thấy mình hợp nhãn, tức là con mắt mình nhìn vô thấy mẫu câu này là dùng được cho nhiều đề, phù hợp với tính cách, dễ hiểu, phù hợp với từ vựng, đọc vô thấy phê, là mình cứ ôn in, mình biên soạn chục câu luôn, rồi mình cứ nói cho nó quen miệng, nói đủ loại topic luôn, nhưng mà chỉ nói một mẫu, chỉ nói một mẫu câu thôi. Tôi nói chẳng hạn như là tôi có cái mẫu câu đây, là cái mẫu câu mà the best part, tức là cái phần gọi là tốt nhất, cái điều tốt nhất về cái chuyện gì đó là, rồi tôi cứ lấy ôn in vào cái mẫu câu đó, cái câu hỏi chẳng hạn, người ta lấy cái câu làm mẫu trong cái quý này, cái quý này có câu gì tôi cứ lấy ra làm mẫu. Do you like learning languages? Bạn có thích học ngôn ngữ hay không? Rồi tôi lại nói là tôi nói là tôi rất thích hay là tôi không thích gì đó ha, tùy ha. Rồi, nhưng mà cuối cùng tôi chốt lại câu tôi bình luận nè: the best part about learning a new language is the ability to connect with people from different cultures. Tức là cái điều tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất của cái việc mình học một cái ngôn ngữ là cái khả năng mình kết nối với những cái người mà đến từ các cái nền văn hóa khác nhau. Cứ thế, cứ phan vô câu tiếp theo, đúng không? Mình cứ dùng đúng một mẫu câu. Bạn có thích giúp đỡ người khác hay không? Mình đã nói là the best part about volunteering is knowing you're making a positive difference in someone's life. Tức là cái điều mà tuyệt vời nhất về cái chuyện mà mình làm tình nguyện viên là bạn biết rằng bạn đang thực hiện một cái thay đổi tích cực, đúng không? Một cái thay đổi mà mang chiều hướng tích cực trong cái cuộc sống của một ai đó. Tức là mình giúp người ta có cuộc sống tốt hơn. Ở đây có chữ volunteer, ai chưa biết thì học chữ này quan trọng, nên là mình tình nguyện. Thế thì cái câu hỏi nào mà cứ do you like something là tôi lại chốt bằng cái câu này được thôi. Còn cái đầu tôi nói gì đó, chuyện của tôi không quan tâm, không quan trọng. Thì tôi lấy ví dụ một cái mẫu này thôi, là cái mẫu này có vẻ là nó vừa đủ dễ hiểu mà nó cũng không quá khó. Thì sau này mọi người thích thì mọi người like cái video, mọi người bình luận như thế, tôi sẽ cho mọi người thêm nhiều mẫu mà mọi người học được cái nào thì học. Ok. Rồi, mẫu số 3 chẳng hạn như là do you like traveling? Oh, the best part about traveling is the chance to experience new foods and customs. Là cái điều tuyệt vời nhất về traveling là cái cơ hội để chúng ta chứng kiến được trải nghiệm, em xin lỗi mà chứng kiến trải nghiệm kinh nghiệm, ok, những cái thức ăn mới và những cái phong tục mới. Giờ tôi phim video lúc khuya, tôi cũng nghiên cứu cổ phiếu rồi soạn bài trong viện xong rồi tôi cũng hơi đầu nó cũng hơi tăng, các bạn thông cảm, mình chia sẻ được với bạn là cũng mừng ha, nên lỡ nó nói gì bậy bạ mọi người thông cảm nha, tôi cũng ngáo lắm rồi. Thì cái này là traveling. Đây, thì cái này là cái cơ hội để mình trải nghiệm những điều mới. Mọi người biến nó kiểu gì cũng được, miễn sao nó phù hợp với cái mẫu câu. Do you like reading? The best part about reading is sharing your favorite books with friends and discussing the story together. Đó là cái điều tuyệt vời nhất về cái việc đọc, là bạn chia sẻ câu chuyện yêu thích của bạn, sách yêu thích của bạn, bạn bè, rồi mình thảo luận cùng nhau. Có người hỏi là ủa mấy cái câu này tức là sao mình biết được anh? Chẳng hạn giờ mình chả biết, không biết câu nào luôn vậy, không biết sao có cái câu này học. Tôi có bao giờ tôi lấy câu của tôi đâu. Thực ra thì tôi viết tôi cũng được thôi, mà tôi không nhiều thời gian, tôi cứ lên tới AI thôi. Mấy cái nội dung toàn AI nó soạn không, mấy bạn tin không? Chứ là nhân tạo thì dĩ nhiên là tôi vẫn phải có sọt lại, tôi vẫn phải có trình độ để tôi kiểm duyệt, nhưng mà tức là cái chuyện mà tạo ra cái câu để mình học là nó không quan trọng. Cứ lên ChatGPT, Google, Gemini, rồi Copilot ở trên Microsoft, rồi đủ thứ loại AI, đúng không? AI nào cũng được, nói chung là rất nhiều thứ mà tôi đang làm toàn AI làm giùm tôi, chứ tôi chả có làm, tôi chỉ kiểm duyệt thôi. Kiểm duyệt tôi cũng kiểm duyệt gọi là vừa phải, đúng không, chứ tôi cũng tin vào nó lắm. Bởi vì tin vào nó nên tôi mới bảo là tôi mới có tuyên bố trách nhiệm ở đầu, đúng không, lỡ sai gì đó thì mọi người cứ chửi tôi, xóa video ha. Chứ còn mọi người đâu có cần thầy cố gì, đến AI nó làm cho mình thì cái câu nào mình nghe nó hợp lý thì mình dùng. Mà level mọi người level vừa phải thì học mấy cái câu nào đó mà nó hiểu được, mấy câu này là mấy câu mình hiểu được nè, thì nó tốt đẹp thôi, đâu cần nhất thiết phải chọn mấy câu mà quá kinh khủng bên 8 bên 9 gì đó, đúng không ạ? Rồi tiếp, đó là bây giờ là cái câu 5. Do you like watching movies?
Oh, the best part about watching movies is the escape they offer. A temporary break from the everyday routine. Tức là cái điều tuyệt vời nhất về cái coi phim là nó cho chúng ta một cái sự giải thoát. Giải thoát. Sự giải thoát mà nó cho chúng ta đúng không, là offer. Nó là một cái sự break, tức là một cái dịp mình tạm nghỉ khỏi những cái xô bồ hàng ngày, những cái routine hàng ngày. Rồi thì bạn có thích đeo trang sức hay không? The best part about wearing jewelry is how it can elevate your mood. Cái điều tuyệt vời nhất của việc mình đeo trang sức là cái cách mà nó có thể gọi là nâng cái mood mình lên, tức là nó làm cho mình cảm thấy là mình thật là sang trọng. Chẳng hạn, ha, thì mình kiểu đang buồn quá, nhìn vô dây chuyền, oh wow, sao mình có dây chuyền đẹp như thế? Ai trong kiến, ai trong gương mà đẹp kinh? Chẳng hạn, quá là đẹp, là không thể tin được. À, những cái câu mà người cứ biên cái này thôi, những cái đề này như trong quý á. Ý là tháng 4, tháng 5, tháng 6, thật ra nó cũng sẽ ra lại thôi, này đề năm trước, năm kia mà kiểu lặp đi lặp lại. Thì mọi người cứ soạn theo mấy cái mẫu thôi, này mẫu này cũng được nè, cứ soạn là mình sẽ có một câu để nói ngày 20 câu như thế này, kiểu gì vô phòng thi chả nhớ. Rồi mình cứ lặp đi lặp lại thôi, mỗi ngày một mẫu. Tôi cũng toàn vậy không đó. Nhưng mọi người học gì cho nhiều. Đâu cần sách giáo trình gì đâu. Thật ra cũng cần. Cần sách giáo trình để vô chôm của người ta vài câu hay. Thì học cho đâu cho đến TikTok hay gì đâu đó, câu nào dễ hiểu hợp lý thì thôi, đúng không? Câu nào tốt đẹp thì học. Nó vừa phải với cái band của mình. Đó cho mọi người thêm mẫu đó ha. So, do you prefer spending time with your family or friends? Tức là cái loại mà nó chọn là nên dành thời gian cho ai? I love spending quality time with my family. This is important to me because strong relationships are the foundation of a happy life. Tức là tôi rất thích dành thời gian chất lượng với gia đình. Cái điều rất quan trọng đối với tôi, cái mẫu này là cái mẫu mà cái điều này rất là quan trọng với tôi. Bởi vì những cái mối quan hệ mà nó mạnh khỏe, tức là ý là nó vững chắc á, là cái bệ đỡ, cái foundation là như là kiểu là cái nền tảng cho một cái cuộc sống hạnh phúc. Nghe kinh nhờ. AI nó biết cái tôi quá hay. Tôi cũng có chỉnh lại xíu. Rồi câu hỏi thứ hai là bạn keep fit như thế nào, tức là bạn kiểu giữ sức khỏe. Oh, I always try to maintain a healthy lifestyle through exercise and good food choices, hay là healthy diet, yeah. No matter how busy I am, tức là bất kể bận như thế nào tôi luôn cố gắng giữ lối sống khỏe. This is important to me, điều rất quan trọng với tôi, because it gives me the energy and well-being to pursue my goals. Cái điều rất quan trọng với tôi bởi vì nó cho tôi cái năng lượng và nó cho tôi cái sự mạnh khỏe để tôi có thể theo đuổi mục tiêu của tôi. Thêm câu nữa ha. Do you think planning, tức là lên kế hoạch, is important for time management? Câu tôi nói lòng vòng, tôi chả biết tôi đang nói gì luôn, nhưng mà nó cũng là cái mẫu câu đấy, câu giờ. Oh yes, definitely. I always try to stay organized and manage my time effectively. This is vital. Tức là tôi chuyển từ important sang vital thì đỡ chán. Nó cũng là rất quan trọng thôi. This is vital to me because it reduces stress and allows me to be more productive. Tức là nó giúp cho tôi giảm stress và trở nên hiệu quả hơn, năng suất hơn. My favorite app for planning is Google Calendar. App yêu thích của tôi để mà mình plan mọi thứ là Google Calendar. Anyway, thì hôm nay tôi cung cấp cho mọi người một số cái mẫu câu như vậy. Thì mọi người thích cái series này cho Huy một cái like và để lại bình luận. Mọi người có mẫu câu nào đó thì mọi người cứ có thể là bình luận cho những anh chị em bên dưới để mọi người xem học hỏi cũng được. Và cái thông tin chi tiết các cái dịch vụ của kênh Huy sẽ để cho một mô tả video. Bye bye.